Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube chứng khoán của Thái Ngô Capital nha. Ok, video ngày hôm nay rất là hay, cho nên mọi người ơi, ai đang bận hoặc là có công việc gì hết mà cứ coi video này thì mọi người tạm ngưng công việc đó liền nha. Rồi, bây giờ nè, cái video ngày hôm qua của chúng ta mọi người nhận được khoảng 174 bình luận. Và ok, đúng như dự đoán là chúng ta đã làm được rất là tốt trong cái công việc này ha. Và như y như rằng là ok sao ạ? Cái video này chúng ta đã trả lời những câu hỏi của mọi người. Và đặc biệt là mình có nhấn mạnh ngày hôm qua là sao ạ? Chờ hỗ trợ nha, chờ hỗ trợ. Và không biết á, là hiện tại mọi người đang vui không ạ? Và khi trước khi đi vào nội dung ngày hôm nay phân tích thì mình cũng nhận được khá là nhiều bình luận và tin nhắn mọi người gửi đến là ok anh Thái ơi, vui quá à. Tại sao vui? Tại vì á, các bạn đã chọn đúng cái cổ phiếu mà mình đã có cố tình mình đã chia sẻ với mọi người trong 2-3 video gần đây. Và đặc biệt trong video cuối tuần nha mọi người, là phải canh chốt lời mua mới nè, tìm ra cổ phiếu dẫn sóng. Mình để cái tựa đề rất là kỹ nha. Và trước đó mình còn để hai cái video nữa là gì ạ? Cố gắng tìm cổ phiếu mạnh và tìm đỉnh của cổ phiếu á mọi người. Tìm đỉnh ở đây có nghĩa là gì ạ? Là cổ phiếu nó đã vượt đỉnh rồi, là tập trung những cái cổ phiếu thật sự mạnh như vậy. Và ngày hôm nay rõ ràng là cái gì các bạn? Các bạn có được cái niềm vui đúng không ạ? Rất là vui nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích nội dung chính của ngày hôm nay. Thì trước khi đi vào mọi người ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký liền nha. Đây nè, đăng ký kênh, hoặc là khi quá trình mọi người coi video, mọi người kéo xuống, mọi người bấm vào cái nút đăng ký. Và sau đó mọi người phải bấm cái quả chuông bên cạnh nha, để mình đăng lên cái mọi người nhận được đầu tiên. Rồi, và đồng thời hãy cùng nhau like để cho cái video này được cho nó tinh thần sung thiên lên ha mọi người. Rồi, ok nè. Bây giờ trước khi đi vào, chúng ta sẽ tập trung vào câu chuyện của qua ngó mấy anh nước ngoài ha. Hiện tại như thế này, với cái khung giờ hiện tại mình đang làm việc đó là sao ạ? Hợp đồng của Mỹ, tức là US 30 vẫn đang là một kèo lon ha. Châu Âu mở cửa ra là vẫn đang trong một trạng thái là đi ngang lưỡng lự chứ có gì cả. Đặc biệt cánh châu Á ngày hôm nay thì phải kể đến là Nikkei của Nhật Bản tăng này ha, S&P của Úc nè, New Zealand nè. Rồi nói chung là ngày hôm nay châu Á thì nó đang trong một trạng thái, ví dụ như ha, anh Trung Quốc nè, anh Thượng Hải nè, thì nó mà nói chung là mấy anh này thì nó chỉ đỏ nhẹ thôi, là một cái trạng thái lưỡng lự và đâu đó nó có một sự luân phiên mọi người. Còn Kospi Hàn Quốc thì vẫn đang chưa ha. Ngày hôm nay là phiên hình như Hàn Quốc là ngày hôm nay là nghỉ ha, nghỉ lễ sao á. Còn Thái Lan thì vẫn bình thường. Ok, chỉ riêng Việt Nam ngày hôm nay là có những cái sự khởi sắc giống với lại câu chuyện của Nikkei Nhật Bản ha. Rồi bây giờ châu Âu thì bình thường, đang xanh. Hợp đồng phái sinh của Mỹ thì bình cũng là dạng đang một kèo lon. Còn commodity tức là cái nhóm hàng hóa mọi người, ngày hôm nay hiện tại là ha, đang trong cái khung giờ này thì là dầu WTA nè với lại dầu Brent á đang tăng khoảng 1.56-1.7%. Thì nó có câu chuyện riêng của nó mọi người. Ví dụ như Dow Jones á, bây giờ nha, Dow Jones hiện tại mọi người ạ, nó đang là chinh phục lại cái mốc là EMA 50. Và đó là cái lúc mà tại sao mình nói với mọi người là đối với thị trường của Việt Nam mình á, là nếu mà bản chất thực sự thị trường mạnh đó mọi người lưu ý ha, là hiện tại đối với đường EMA 50, đó là một cái gì ạ? Một cái đường gọi là một đường hỗ trợ, là một đường kháng cự đó mọi người. Thì hiện tại đối với trong thị trường Việt Nam, tức là VN-Index đó, nó đang cách đường này khoảng bao nhiêu phần trăm? Bây giờ rất là dễ thôi, là hiện tại nó cách đường này khoảng chỉ còn khoảng 6% mọi người. Nếu mà tính từ cái đáy này nè ha, kéo lên đây là ông này là đi bụi là khoảng bao nhiêu, 18%. Cho nên đây, từ lúc đấy đến giờ, tức là 1.200 mấy chục mọi người, 1.157 đi ha, kéo đến giai đoạn hiện tại là ông này đã hồi phục được 12%. Và đó chính là cái kim chỉ nam mà trong suốt 2 tuần vừa rồi, đúng không mọi người? Chúng ta nói là cơ hội bùng nổ nè, nói chung là tuyệt vời. Trong vòng khoảng 2 tuần vừa rồi là bắt đáy sóng hồi mọi người, là dấu hiệu sóng hồi. Và đây là chúng ta đang có một cái tuần thứ 3, và đúng như kịch bản là khi mọi người á xem vào cái khung mà khung tuần nha mọi người, là rõ ràng cái cây nến này là Thái Ngô Capital lúc trước mình có nói mọi người yên tâm đi. Tại vì theo như cái thông thường ha, cái kịch bản này mình gặp rất là nhiều rồi, đa phần là nó sẽ tạo thành một cái cây nến cây nến Maruji này, là cây nến này là không phải là một cây nến giết người nha, mà cây nến này là một cây nến là dạy như giống như là selling climax đó mọi người, bán cao trào mọi người. Và đâu đó đúng kịch bản là hiện tại ông này ha đang lấy lại cái mốc và gần như là lắp luôn lại cái cây nến này. Và bản chất bây giờ chúng ta sẽ kỳ vọng là sao ạ? Với một cái trạng thái mà tích cực như thế này và luân phiên, và ngày hôm nay sao ạ? Nó đã xuất hiện những dòng dẫn đúng như kịch bản của những phiên trước rồi, đúng không ạ? Chứ không phải là mới qua hôm qua chúng ta nói, mình đã cố tình mình nói là cổ phiếu mạnh nha mọi người nha.
tập trung những ông nào vượt đỉnh nè, ông mạnh, ông dẫn sóng rồi nha. Bởi vì sao mình nói câu chuyện này mọi người biết không ạ? Bởi vì theo như trường phái của William O'Neill mọi người, đó là sau một giai đoạn mà giảm tốc như thế này, nếu thị trường giảm bước vào đà gấu, tức là giảm hơn 20%, còn giảm thấp hơn 20% gọi là thị trường bước vào một cái đà giảm điều chỉnh trung hạn. Còn lúc vừa rồi là Việt Nam mình là giảm mang tính chất là giảm quyết liệt và giảm hơn 23-24%, cho nên mọi người ạ. Sau đó thì nếu tính từ thời điểm mà có pha mà bùng nổ theo đà, đúng giống như kịch bản chúng ta đúng không ạ, thì chắc cú một điều nó sẽ xuất hiện dòng dẫn. Và dòng dẫn này á mọi người ạ, là hãy nên tập trung vào những cổ phiếu mạnh nhất, những cổ phiếu mang tính chất là dẫn dắt thị trường. Thì đúng như câu chuyện là chúng ta đã ngó được ông Ri nè, ngó được ông ANV, và mình có chỉ ra luôn ạ, ANV là đại diện cho dòng thủy sản. Thì lúc đó cái video đó mình có nói với mọi người là nhớ nha mọi người ơi, hãy tập trung vào, nhớ là cái cách làm sao để lọc được cổ phiếu mạnh. Và lúc đó chúng ta sẽ dùng một cái phương pháp tư duy luận ha, để suy ngược lại làm sao các bạn phải tư duy logic nhất có thể cho mình. Là mình rất là vui vì sao biết không ạ? Vì cái chuyện mình làm được á mọi người, là mình nói và mình hướng dẫn được, mình chia sẻ cái cách của mình. Và lúc đó vui lắm vì các bạn là tập thực hành được, chứ không phải là các bạn là nghe người khác hô hào, các bạn không biết gì là không nên nha mọi người. Đặc biệt trong cái 4.0 hiện tại, đừng bao giờ, hãy cố gắng rèn luyện và cho mình cái gì ạ? Cái tư duy, cái kiến thức đó, là các bạn mua là biết tại sao các bạn mua, các bạn lỗ các bạn biết tại sao các bạn lỗ, đó mới là hấp dẫn các bạn. Còn các bạn mua các bạn lỗ, các bạn cũng lệ thuộc vào một người nào đó. Dĩ nhiên trong thị trường này nó sẽ có những cái gì ạ? Những cái người tư vấn viên, mình thì mình không thích gọi là broker, là môi giới, vì nó không có ấy mọi người. Nhưng mà chúng ta cũng đừng bao giờ trách những cái công việc, cái nghề nghiệp của họ mọi người. Biết đâu sau này mình cũng là người dấn thân trong cái lĩnh vực đó sao, biết không ạ? Cho nên là các bạn cũng phải làm gì làm, tiền của chúng ta mọi người phải cố gắng, dù các bạn có 10 triệu, 50 triệu gì mình có nói rồi, không quan trọng nha, phải tập trung quản trị và có tư duy này. Và rõ ràng hôm nay các bạn mua là các bạn biết tại sao các bạn mua, là mình rất là happy. Và mình càng vui hơn khi mình nhận được rất là nhiều tin nhắn mọi người nói anh Thái ơi, em biết tại sao em mua rồi, ngày hôm nay em vui quá anh ơi, ok chúc mừng nha. Rồi hiện tại VN-Index của chúng ta nếu mà với một cái lực tăng như thế này ha, và liên tục là chúng ta hiện tại đang có một cái phiên tiệm cận lại cái khu vực là 1.300 rồi chứ gì nữa đúng mọi người. Và hôm nay á có một cái tín hiệu tích cực là ngày hôm nay là ông nước ngoài ổng mua ròng tiếp tục. Nếu chúng ta tính từ ngày 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ ha mọi người, đến thời điểm ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6, như vậy là quốc tế thiếu nhi thì có 5 phiên xanh. Đúng mọi người, nói chung là những cái phiên xanh này là nước ngoài mua ròng rất là mạnh. Chúng ta sẽ ngó là hôm nay sẽ mua ròng cái gì. Ok, hôm nay là mua ròng gần 600 tỷ, đúng không ạ? Ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi nè, mua ròng đa phần là DCC, mua Vinhome, mua Đạm Phú Mỹ, mua Hòa Phát, mua Masan, mua Sabeco. Cơ bản giống như câu chuyện của mình có trao đổi là sao ạ? Nó sẽ có một cái sự luân phiên gánh nè mọi người. Cái thumbnail mình cố tình mình để như vậy nha. Đó, còn hôm qua nếu như có nhiều người thật sự mua các bạn ạ, các bạn mua mà tránh trường hợp là mình, tại sao mình gọi là FOMO, mua sai là vì sao đúng không ạ? Khi các bạn mua xong là lúc mà thị trường nó đang trong cái đà, gọi là như đó, nó đang cố gắng các bạn, nó đẩy lên cái cao trào, thì lúc đó các bạn dễ bị dính chưởng, đúng không ạ? Dễ bị dính chưởng và mua, thì lúc đó vô tình mà mua sai cổ phiếu hoặc là nó sẽ đạp về cái hỗ trợ mà đi khoảng 5-7% á. Ví dụ như ha, bây giờ những cái vùng hỗ trợ như sáng nay các bạn, nó trả về những vùng giá quá là ok. Ví dụ như ANV nữa, à VN-Index trước nha, VN-Index trước là sáng hôm nay trên cây nến 1 giờ là có một cái nhịp đạp ngay lại cái vùng test lại đường EMA 20 và bắt đầu là đạp tăng trở lại ha. Dòng tiền vẫn vào khá là tốt đối với lại VN-Index, hiện tại chưa có dấu hiệu gì cả. Và mọi người yên tâm, tại sao không ạ? Khi mà lỡ như trường hợp có tạo đáy, ví dụ có tạo đỉnh mọi người ạ, thì nó vẫn phải tạo ra những liên tục những phiên phân phối nha, chứ không phải là đùng một cái là sau ngày bùng nổ theo đà của William O'Neill mà nó tạo ra nó bắt đầu là bán ngay đỉnh liền, không có đâu. Nó sẽ đi dích dắt, và nếu trường hợp có mà thông thường ha, khi nó tạo ra một phiên phân phối đầu tiên các bạn, thì nó sẽ xuất hiện những cái đỉnh sau cao hơn. Đó là cái điều mình thực chiến trong thị trường mình nhận được ha. Cho nên mình sẽ phổ biến cái tư duy này cho các bạn, cho nên các bạn hiện tại cứ yên tâm. Còn quan trọng là khi mua cổ phiếu là vô tình về hỗ trợ là phải bực, không suy nghĩ nha. Còn về kháng cự là rải ra chút lãi là không bao giờ sai, hợp lý nha. Đổ mồ hôi. Ok nha. Rồi để chúng ta coi thử là cái câu chuyện tác động đối với ngày hôm nay là ông nào kéo điểm nè nha. Lát nữa đi vào phân tích từng ông. Ok, V
Vietcombank là ngày hôm nay là tác động là tăng điểm nè, rồi Gas, Masan, Vinhome, bốn ông này đó chúng ta phân tích nè, rồi ông Hòa Phát, ông ACB là những ông mà giảm điểm ha mọi người. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ đi qua câu chuyện của cái nhóm ngành ngày hôm nay để ngó là những cái cổ phiếu nào tăng quá mạnh là ngày hôm nay là phải kể đến ông nào mọi người. Ngân hàng thực sự là ngày hôm nay là cái vai trò của nó là vai trò là mang tính chất là sau khi bị đạp điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ và bắt đầu nó có những cái phiên bật lại ha, vẫn ổn chứ chưa có gì cả ha, không có thủng hỗ trợ, vẫn đang đi trong trạng thái đi ngang đúng theo bản chất của thị trường hiện tại nha. Và khi cổ phiếu mà đi ngang tìm về những vùng hỗ trợ thì các bạn biết rồi đó ha, các bạn cần phải hành động gì đó nha. Mình nói hoài luôn và mình có trả lời câu hỏi rồi. Đấy, chứng khoán ngày hôm nay thì có những cái giai đoạn là đạp rất là sâu và lúc sau này nó kéo lại, và riêng cái anh chàng mà VCA cũng kéo lại cuối phiên khá là bá đạo mọi người, rất là mạnh ha. Và ngày hôm nay là cái cổ phiếu VND lại được câu chuyện mua ròng rất là mạnh, ok không ạ? Hình như là VND nếu không nhầm là VND nó vượt lại cái đỉnh nghe chưa ta. Đây VND là tiếp tục là vận động ngay cái khu vực này, và ông này là đang liên tục là có vài phiên là đang đi ngang chỗ này ha mọi người. Nếu mà dòng tiền tiếp tục đánh mạnh thì có khả năng ông này sẽ dời cái TB á, tức là cái tắc profit cho mọi người ạ, nó sẽ lên lại trên những vùng đầu tiên á, phải kể lấy là kháng cự khoảng 27 ha, đường EMA 50-200 ha mọi người. Với kịch bản này là rất có khả năng là ông này sẽ chinh phục lại như vậy ha. Tại vì những dòng tiền nó vẫn tiếp tục cứ đi vào ha mọi người. Có một cái điều xấu thế này nè, là nó luôn nó năng nền đi lên nhưng trong một cái trạng thái của nến mọi người để ý này nha. Là liên tục tạo ra những cái nến rút chân và cái nến lưỡng lự của hai phe mua và phe sale ha mọi người, phe bán và phe mua đó ha, nó luôn tạo ra tranh chấp ha. Và rõ ràng hiện tại là cái thế mạnh nó vẫn đang nghiêng về cái phe mua hơn là cái phe bán nha mọi người. Ok, để lát nữa chúng ta sẽ đi vào phân tích từng cổ phiếu đó. Bất động sản có điều hôm nay như thế này. Bây giờ bất động sản ha, chúng ta sẽ đi qua câu chuyện của một vài tin tức rất là hay luôn, cho nên video này cực kỳ hay, mọi người phải tập trung nha. Cơ bản là ngày hôm nay là câu chuyện của bất động sản là nó mang tính chất là bị out dòng tiền thôi mọi người, phải thừa nhận như thế này. Quan trọng là sẽ xem xét lại những vùng hỗ trợ này nó có thật sự thủ được hay không, ok chưa ạ? Rồi ngày hôm nay nè, có một vài tin tức quan trọng của ngày hôm nay đó là gì ạ? Chúng ta sẽ đi sơ thôi nha. Vi phạm trong chứng khoán trái chiều bằng cách nào qua mặt được những cái cơ quan quản lý dễ dàng gì đấy, bằng cách nào qua mắt các cơ quan quản lý dễ dàng. Nói chung trong giai đoạn hiện tại là đại biểu của Điện Biên cũng phát biểu trước Quốc hội nè, rồi đại biểu của tỉnh Bình Định nè, Lý Tức Hạnh cũng phát biểu ý kiến nêu rõ quan điểm là tại cũng chất vấn đưa ra những cái vấn nạn hiện tại xảy ra trên thị trường chứng khoán nha. Rồi tiếp tục đại biểu của tỉnh Tây Ninh, cho nên hiện tại mọi người cái vấn đề này nó không phải mang tính chất là trong dân nữa rồi mọi người và nó đẩy lên cao trào và những đại biểu Quốc hội đúng không ạ, đại diện cho dân của những cái tỉnh thành như thế này đúng không ạ. Và có lẽ là mình nói rồi, giai đoạn đầu thì nó như vậy thôi, chứ từ từ cái gì nó cũng sẽ có cái gì ạ, nó sẽ cái tâm lý mọi người sẽ quen dần. Và một điều rất là hay trong thị trường này á là cái liều thuốc quen mọi người ạ. Bữa nay thì đau khổ gì đó, đau đớn bầm dập các kiểu, nhưng mà chỉ cần thị trường nó tăng lại 2-3 phiên cái mọi người quen hết trơn à, nó lạ gì đó mọi người, nó lạ, cho nên là thị trường này người ta mau quen lắm các bạn ạ, rất là ấy. Cho nên thì đó cũng là một cái tin tức là của cái bề mặt của cơ quan ha, công quyền. Rồi còn hiện tại một cái tin tức tốt cho thị trường đó là Trung Quốc đang công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế. Thì mình có nốt ra những cái điều như thế này: vào ngày 31 tháng 5 tức là ngày hôm qua đó, là Quốc vụ Viện Trung Quốc đã công bố một gói là 33 biện pháp bao trùm các lĩnh vực về tài chính, đầu tư và sản xuất ha. Và trong đó là bằng cách hỗ trợ cho những công ty trong nước nè niêm yết ở trên thị trường Hồng Kông và quảng bá ra nước ngoài danh sách của các công ty tìm. Hình như mình thấy đâu đó, hình như Việt Nam chúng ta mọi người nó cũng đang có những cái xem về đường lối ha, những cái chủ trương cũng đang là tập trung vào ông chứng khoán chứ phải là không nha mọi người. Giống như một cái kênh huy động vốn đó mọi người, và cái bộ mặt ha. Bên cạnh đó là Quốc hội Viện Trung Quốc cũng tiết là tuyên bố cắt giảm chi phí đi vay nè, tức là hỗ trợ lãi suất nè, tăng cường hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng và các dự án lớn, đồng thời thực hiện miễn giảm thuế cho nhiều ngành nghề. Nói chung đây cũng là một trong những cái liều thuốc cho cái thị trường hiện tại ha. Và tiếp tục một cái tin nữa là thị trường bất động sản siết đầu cơ không siết đầu tư đó. Có lẽ là ở đây cũng là một trong những cái tin nè, nhưng mà cái chỗ này thì mình cũng đang còn thắc mắc là nó cũng hơi chung chung. Tại vì mình á mọi người ạ, mình thích cái gì nó phải cụ thể, 1 + 1 = 2, ABC mọi người ơi.
chế nhiều, nhưng mà cũng không trách được. Cái này cũng khá là khó. Ví dụ cụ thể là gì nào? Về giải pháp, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng giải pháp quan trọng nhất ở thời điểm hiện tại đó là gì ạ? Là kiểm soát dòng tiền vào lĩnh vực đầu cơ bất động sản chứ không phải là siết thị trường bất động sản. Cái này phải tách bạch ra thì đúng là công nhận đúng mọi người ạ. Nhưng mà quan trọng là siết đầu cơ như thế nào mới là một vấn đề nè. Để xem đại biểu này nói như thế nào ha. Chúng ta phải kiểm soát dòng tiền đổ vào doanh nghiệp. Và cụ thể là gì ạ? Là lấy công ngân hàng giải ngân cho doanh nghiệp, cần phải kiểm soát xem tiền đấy chảy đi đâu, chuyển cho ai, sau khi giải ngân rồi sản phẩm đấy có bán được hay không, bán xong rồi dòng tiền đấy quay về đâu. Kiểm soát được điều này sẽ biết được dòng tiền sẽ đi về đầu cơ hay là đầu tư. Cái này thì ok, cái này thì được. Nhưng mà để mà thật sự mà làm tách bạch ra đó cũng là một cái quá trình. Nhưng mà bên đây thì mình có chắt lọc được một cái tin tức là phải ấy nha. Ở bên cà phê thì có một cái tin này thì mình thích cái chỗ này nè, nó phải chi tiết chỗ này nè mọi người nè. Đây mình sẽ đọc cho mọi người luôn. Và mọi người yên tâm, những cái bài báo này một khi mình đã đọc thì mình sẽ nốt lại rất là kỹ những cái khu nào, khúc nào là nó quan trọng ha, detail ra. Đây ví dụ như là siết tín dụng bất động sản và bài học nhãn tiền từ những quốc gia trong khu vực. Đó, đây là câu chuyện liên quan đến với ông bất động sản trong này nha. Cho nên mọi người là tập trung lắng nghe ha mọi người. Đây nè. Với nhận định và siết tín dụng và bất động sản, chuyên gia của chứng khoán Rồng Việt nói là cái kịch bản này xấu hơn là sẽ đóng băng thị trường bất động sản này nha. Đưa ra dẫn chứng như thế này là hiện tại đối với trường hợp của nước láng giềng là Trung Quốc đó nha, sau một thời gian là siết chặt các chính sách về nhà ở nè, thì hiện tại đang phải đẩy mạnh những gói nỗ lực phục hồi rõ ràng. Cái tin vừa rồi mình mới đưa cho các bạn đó nha, là bơm ra những cái gói hỗ trợ đó, thúc đẩy hỗ trợ giảm lãi suất cái kiểu nè, thì Trung Quốc hiện tại bắt đầu là nỗ lực hồi phục thị trường bất động sản để nhằm thúc đẩy tăng trưởng về kinh tế nè. Đó, còn ở đây là cái việc, tuy nhiên á, cái thực tế mà nhà điều hành Việt Nam đang làm vừa qua đó là vừa làm vừa quan sát, vừa làm vừa quan sát nha mọi người. Giống như chúng ta đang ném, chúng ta đang dò đường trong những đường chúng ta đi ha. Việc kiểm soát sự phát triển quá nóng của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, ok, có liên đới trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản. Trong khi đó việc dò đường này để kiểm soát tình trạng đầu cơ đất đai gian nan hơn rất là nhiều. Đó là chuyên gia của VDSC là đánh giá nha. Và trong gần 10 năm đổ lại đây đó mọi người ạ, là cái gì ạ? Ngân hàng nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng là tập trung hướng dòng tiền vào lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ về tín dụng. Đó là cái câu chuyện của Chung Chung rồi. Bây giờ này ha, cái số liệu báo cáo cho biết rằng trong những năm vừa qua, cụ thể là gì ạ? Tốc độ tăng trưởng tín dụng vào lĩnh vực bất động sản giảm dần. Cụ thể luôn đó, giảm từ 26,8% trong năm 2018, bây giờ xuống còn có khoảng 12%. Và do cái câu chuyện hiện tại là trong 2 năm đại dịch ha, và bắt đầu nó có cái dấu hiệu là đang giảm. Ok chưa? Và bất động sản giảm từ 28% nè, giai đoạn 2010 xuống còn khoảng 20%, tức là đang nói về cái gì ạ? Quy mô tín dụng nha mọi người. Đã giảm từ 28% 2010-11, bây giờ chỉ còn có khoảng 20% tổng dư nợ vào cuối năm 2021. Đó, bên quan trọng cái chỗ này nè mọi người ơi, cái vấn đề mà hiện tại bất động sản, tất cả những thị trường bất động sản hiện tại đang gặp phải là gì nè? Bên cạnh cái khâu mà siết tín dụng á, việc kiểm soát mạnh luôn cái trái phiếu doanh nghiệp nói chung của lĩnh vực bất động sản nói riêng đang được rất là chú ý à. Và trong cái quý 1 2022, doanh nghiệp bất động sản hiện tại vẫn là cái nhóm mà có trái phiếu doanh nghiệp nhiều nhất, chiếm 51%. Tuy nhiên sau cái vụ án mà Tân Hoàng Minh đó mọi người, hiện tại trái phiếu bất động sản chỉ còn có khoảng 11,6% trong tổng giá trị phát hành trong tháng 4 thôi mọi người. Nó giảm quá trời đúng không mọi người ạ? À? Giảm từ 51% bây giờ có còn 11,6%, 40%. Cho nên đó là cái câu chuyện mà tại sao nhiều cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản hiện tại nó vẫn đang trong một cái đà gì sao mọi người. Nó gặp kháng cự bắt đầu nó sẽ quay trở lại hỗ trợ, và cái dòng tiền vào đây nó còn phải đặt dấu chấm hỏi nha mọi người nha. Và để mà và theo như trường phái William O'Neil đã từng nói mọi người, khi thị trường nó rơi vào trong khu vực mà thị trường gấu mọi người ạ, thì để mà nó chinh phục lại mọi người, nó phải mất từ 6 tháng, 9 tháng, thậm chí 1 năm trời nha mọi người ha, chứ không phải là bưa đâu ha. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ qua câu chuyện của gì ạ? Cho nên cái việc mà siết chặt tín dụng và đồng thời là gì ạ? Là kiểm soát về cái vụ mà trái phiếu doanh nghiệp của những doanh nghiệp bất động sản nó phát hành thì khá là khó mọi người nha. Bây giờ rất là căng nè. Và ông Đính cũng tiết lộ là sao ạ? Hiện tại đã, tức là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNREA nè ha, đã kiến nghị
dừng siết chính sách tín dụng mà thay vào đó là kiểm soát tốt với những dự án có vấn đề hoặc tình trạng đầu cơ mua gom đất thổi đất. Đây, cái chỗ này quan trọng là phải có cơ quan chức năng xử lý làm sao nè mọi người nè. Cái chỗ này rất quan trọng này ha. Để mà chứ không là ha, một con sâu mà mấy ông này ông sao à, đúng như cái bài báo bên kia nói là ném đá vào đường á mọi người. Quan trọng làm sao là phải tách bạch ra được đâu là cái ông nhóm đầu cơ, đâu là ông nhóm đầu tư mọi người ạ. Chứ mà lấy cái ông đầu cơ mà bao biện cho tất cả luôn mà bụp luôn là chết đó. Nó sẽ đi toi đó mọi người ạ. Bây giờ làm sao phải có những cái biện pháp nào phải kiểm soát và phải rạch ròi ra được. Mà các bạn biết là dân đầu cơ bất động sản rồi, dân nó là ba nhe rồi xạo sự các kiểu đúng không ạ? Đại bàng đại ca không ạ? Cho nên là để mà kiểm soát được mấy anh này, trừ khi nào phải làm gắt gao giống như cái vụ mà của anh một vài chủ tịch gần đây là bị dính chưởng đó mọi người. Đó, phải làm triệt để như vậy thì quả may các bạn ạ. Đúng không ạ? Còn nhưng mà mình thấy cũng nếu như chẳng qua là người ta chưa làm thôi. Chứ nếu mà chịu làm nha, những cái vụ như đại ca, mấy đại ca đại bàng lớn chứng khoán á, mọi người cũng bị bêu đầu, cũng bị trảm đúng không ạ? Chẳng qua nó khó như vậy người ta còn truy vết cho được, còn trong thị trường này chắc chắn là dính, người ta sẽ biết được liền thôi. Quan trọng là cơ quan chức năng là hy vọng ha, chứ không mà nó để mà siết tín dụng bất động sản chung mà bài học nhẫn tiền là chết ngắt thôi nha, chứ không phải đơn giản mọi người ạ. Chứ không phải là chơi mà chơi qua đũa cả nắm luôn là rất là nguy hiểm, đúng không, mọi người? Hợp lý ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện của phân tích thị trường ha. Rõ ràng ngày hôm nay là những cái nhóm tiếp tục ngoài nhóm bất động sản này, nhóm thép ngày hôm nay là giảm điểm mạnh nhất là phải kể đến là Nam Kim, lát nữa sẽ đi vào phân tích những cổ phiếu này. Dầu khí ngày hôm nay là một điểm sáng mà thật sự mà nói mình cũng phải thừa nhận luôn. Ok, mình thì mình không có nói dài dòng là ok, rõ ràng ông này á, nó là thật sự quá mạnh. Mình không nghĩ nó mạnh đến mức độ như vậy mọi người ạ. Vì sao nó chạm ngay cái khu vực kháng cự trên này nè và vẫn bực như vậy. Còn quan trọng là thật sự điểm mua hiện tại là nếu có mua mọi người ạ, chỉ còn cái cách mà giống như cái đường đen mình kể đây nè. Chỉ còn cách là ông này ông test trở về đây hoặc là những cái lúc mà các bạn mà chịu khó rơi về cái đường EMA 200 á, các bạn liều mình các bạn mua lên thì được ha. Chứ bây giờ tức là cái đường này nè mọi người, quanh khu vực khoảng 28x á thì hỏa mây bây giờ quá mạnh và nó đã có những cái phiên để tích lũy, nhưng mà mình cảm nhận như cái này nó khá là lỏng các bạn, nó đánh liên tục, đánh quá mạnh đi. Và rõ ràng là cái kèo này là không theo được. Hợp lý luôn á, kèo này không theo nổi. Bên này còn đơn giản nha, BSR nó quá cao siêu luôn. Rõ ràng là BSR nó chỉ có một cái hộp giá chỗ này nè, mà lên trên này chỉ còn một cái trạng thái là giữ giá và bắt đầu là đánh vết này luôn ha mọi người. Còn bây giờ mà điểm mua thì thật sự mình thấy không có điểm mua luôn á. Nếu đối với mình mua ha, mình không có điểm mua an toàn cho ông này. Và đâu đó ông này còn dính kháng cự từ lưa trên này. Còn chúc mừng cho những ai, và quan trọng là như thế này, vẫn đúng các bạn ạ. Là các bạn là nếu ai có cổ phiếu này là chỉ rải ra chút lời thì nó hợp lý nhất. Là sao ạ? Cứ mà me những vùng giá nào như thế, các bạn chỉ giải ngân chỉ là gì chút lời khoảng 1/2, 1/3 gì đó, và các bạn vẫn tiếp tục còn câu chuyện của tiền kéo trên này ha. Chỉ còn cách đó thôi. Chứ nếu như trường hợp bài học lịch sử rồi các bạn, bây giờ ví dụ như trường hợp không chốt này ha, nó quay đầu cái nó giảm, nó test trở lại đây, mình ví dụ nha, luôn luôn xảy ra trong thị trường này là đây là kháng cự này ha, rõ ràng cái không nó quay nó trở lại, nó test lại khu vực khoảng 22.3 thì lúc đó giải quyết cho chúng ta, đúng không mọi người? Đúng không mọi người ạ? Đây là thông thường nếu trường hợp ha, mà cổ phiếu nó đi một cái chặng đường quá xa như vậy, 40%, 30% rồi, ông này sẽ thường ông sẽ quay trở lại, ông test đường EMA 20, đồng thời cái đường EMA này nó tiệm cận luôn cái khu vực là 0.382 của Fibonacci thối lui các bạn. Thì lúc đó nếu các bạn không chốt thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Cho nên trong thị trường này để an toàn ngủ ngon nhất rất dễ dàng, chia ra mà chốt, lúc mua cũng vậy nữa, là quá hợp lý ha. Rồi, mà công nhận nhóm này đánh bá đạo thật ha nha mọi người, bá đạo. Gọi là bá đạo trên từng hạt gạo đó mọi người, không theo được. Rồi ok, thủy sản thì ngày hôm nay là rõ ràng là chúng ta thắng nè, đúng không ạ? Đây, câu chuyện của thủy sản ngày hôm nay là ADA, VHC, CMX, ANV, ACL tím hàng loạt luôn. Và cái này chúng ta đã có đề cập với nhau rồi. ANV, rõ ràng ngay cái hộp này, ngày hôm nay test lại ngay mũi tên này. Các bạn ơi, các bạn, ngày hôm nay có ai mua dòng thủy sản giơ tay lên nha. Và đúng như kịch bản là mình có nói là ra rã khang cả giọng luôn. Câu chuyện cổ phiếu tuần tới đó mọi người, câu chuyện cổ phiếu mạnh nè. Lý do tại sao những ông này là nên đưa vào watchlist và phải mua cho bằng được, tại vì nó là những cổ phiếu dẫn sóng mọi người. Và có một cái điều này lưu ý nha mọi người, theo như William O'Neil đó mọi người, thông thường nha, ngày trước ví dụ như là có những thời điểm là cổ phiếu của bất động sản lít nè,
thì đến giai đoạn hiện tại, khi mà thị trường sau một giai đoạn của thị trường con gấu hoặc là thị trường của giai đoạn bùng nổ theo đà nha, thì có một cái điều như thế này, các bạn note lại điều này rất quan trọng nha, là theo thống kê thông thường nha, là khoảng 1/8 cái cổ phiếu mà leader ngày xưa nó mới quay trở lại câu chuyện của leader thôi. Còn đa phần là nó sẽ có một cái ngôi sao đổi mới ha, tức là ngôi sao mới nó sẽ lên mọi người ạ. Đây là thống kê của những huyền thoại đầu tư chứ không phải là nói khơi khơi như các bạn nha. Và đặc biệt là mình hy vọng là các bạn môi giới, các bạn nào mà có trình độ mà coi, các bạn đánh thường xuyên hoặc có theo dõi kênh của mình á, các bạn phải tham khảo và đưa ra những lập luận sắc bén như thế này các bạn ạ. Và đúng như kịch bản là 1/8 cái cổ phiếu đó nó mới quay trở lại thôi, còn cái câu chuyện là 7/8, tức là bao nhiêu phần trăm mọi người, nó sẽ có một cái sự đổi ngôi rất là nhiều. Và rõ ràng là ANV lên ngôi nè mọi người, VHC lên ngôi nè, HAH nè, đó là dòng gì ạ, dòng cảng biển, dòng thủy sản là RE nè, vẫn rất là bá đạo, quá bá đạo mọi người ạ. Cho nên đây là những cổ phiếu mà các bạn phải tập trung, và những cái cổ phiếu vệ tinh, tức ví dụ như là ANV là xuất chúng đúng không ạ, rồi VHC cũng là ok, RED nền ngày hôm nay là RED đỉnh luôn mọi người ạ. Đó, rồi sau đó là những cổ phiếu vệ tinh là sao, ACL nè, rồi nuôi trồng thủy sản nè, IDI nè, rồi ông CMX nè, đó ít nhất là những cái cổ phiếu vệ tinh. Tuy nhiên là theo đúng như quan điểm của William O'Neil đó mọi người, là phải chọn những cổ phiếu mà top 1, top 2 đầu ngành. Và ngày hôm nay là Vĩnh Hoàng đánh rất là mạnh, và cây nến ngày hôm nay hả, kéo như vậy là xác nhận là đánh red đỉnh luôn. Và đối với những ai mà mở mua điểm ngày hôm nay, rõ ràng nè, có một cái điểm test giá là vùng 99 mấy đó mọi người. Rõ ràng ngày hôm nay là mình có giải ngân được ANV, nói là làm test trở về đây tím trong phiên đó, và tiếp tục là được, đơn giản là hàng chưa về, dĩ nhiên là phải hành động thôi mọi người ơi. Và câu chuyện của VHC hợp lý không mọi người? Rồi bây giờ mọi người ạ, trước khi vào phân tích, chúng ta sẽ lấy, mình sẽ có một cái câu chuyện mình sẽ lấy trên cái hình ảnh thumbnail để kể cho các bạn nghe, quá hay mọi người ạ. Đây ví dụ nè, chân dung nữ hoàng cá tra Trương Thị Lệ Khanh tìm đường đi mới cho ngành thủy sản Việt. Không phải là câu chuyện này để chúng ta PR, mà mình nghĩ rằng á, có nhiều bạn, nhiều cô chú, anh chị mà đang làm về khởi nghiệp, đang coi video của mình tin chắc là những cái bài học, những câu chuyện này nó rất là hay. Và mọi người á, ngoài câu chuyện của xanh xanh đỏ đỏ tím tím trên đồ thị các bạn ạ, các bạn phải nên đọc nữa. Đây mới là cái cơ bản này mọi người. Ví dụ như cô Lệ Khanh nè ha. Thấy quá trình khởi nghiệp của họ mọi người. Nè, vào năm 2000 bao nhiêu, vào năm 1997 nè, bà này là sinh năm 1961, là người ở An Giang thôi mọi người, là con gái Úc nè. 25 tuổi là bà này giữ phó giám đốc của công ty xuất nhập khẩu. Tuy nhiên là 23 tuổi là được bổ nhiệm vào trong cái sở tài chính của An Giang, dĩ nhiên là làm do nhà nước thôi. Sau đó là 2 năm trong quá trình công tác là lên được kế toán trưởng nè. Đó, cái gì nó cũng phải đồng hành các bạn ạ. Nhưng mà cái cột mốc là công ty cổ phần Vĩnh Hoàng được thành lập năm 1997 nè, tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, đúng không ạ? Và tại sao người ta thành công, nó có lý do mọi người ạ. Đây, Vĩnh Hoàng thành lập cơ sở chế biến riêng bằng cách là thuê lại một cơ sở tại Cao Lãnh. Và vốn ban đầu vào thời điểm đó chỉ có 70 triệu, 70 công nhân. Nhưng cái mấu chốt lúc này là gì nè? Là luôn trong tình trạng sản xuất là không đủ nguồn cầu. Cái đó mới quan trọng các bạn ạ. Vừa có thời thế nữa mọi người. Và bên cạnh đó là gì, nhờ cô này có hoạt động trong lĩnh vực ngoại thương và có mối quan hệ từ trước. Đấy, chứ không phải là các bạn là nhìn vô là khởi nghiệp mới thấy nó dễ à. Đúng mọi người, vừa có thiên thời địa lợi nhân hòa nữa mọi người. Rõ ràng là hoạt động, bà này giỏi, cô này giỏi về hoạt động ngoại thương nè, có mối quan hệ, lại làm kế toán trưởng nữa mọi người. Và những cái mối quan hệ làm ăn người ta có rồi, cho nên là ra cái có kèo liền, gáp vô liền mọi người ạ. Và năm 2007 là Vĩnh Hoàng chuyển đổi từ mô hình là công ty sang công ty cổ phần này ha. Đó, và hiện tại bà này đang sở hữu là 80 triệu cổ phần VFC, cho nên là chứng tỏ là họ đã đi với doanh nghiệp từ những ngày sơ khai đó mọi người. Và phải nể những con người này ha, chứ không phải là họ làm lên để họ bắt đầu họ buôn bán cổ phiếu chứng khoán nè mọi người. Cái đó là câu chuyện khác mọi người. Trong suốt thời gian 2006-2008, dưới sự lãnh đạo của bà Khanh, đứng vị trí thứ 3 về xuất khẩu về cá tra cá ba sa năm 2009 nè, vươn lên số 2 và sau này là trở thành số 1 luôn rồi ha. Và ngày hôm nay, vào tháng 5 năm 2016, chuyển giao quyền tổng giám đốc của công ty cổ phần này cho thế hệ trẻ, đó là bà Nguyễn Ngô Vi Tâm. Quá là hay. Và mình nói hay là hay chỗ này nè mọi người, là mình không phải là lấy câu chuyện này để chúng ta là quảng cáo PR rồi BR các kiểu, không phải đâu mọi người. Các bạn là nhìn câu chuyện này để chúng ta học được khá là nhiều, khi mọi người về làm cái gì cũng vậy mọi người, nó phải có một cái quá trình, có thời gian, đúng không ạ, công tác rồi mới từ từ mới lên. Còn cái chuyện mà buôn cổ phiếu rồi bán cổ phiếu rồi cái xanh xanh đỏ đỏ rồi là không được cái gì luôn, đúng không ạ, về lâu về dài các bạn.
Và ngày hôm nay là cổ phiếu vượt đỉnh mọi thời đại đúng không ta? Để coi anh chàng VSC ngày hôm nay như thế nào. Lấy câu chuyện của một tháng nè, vượt đỉnh mọi thời đại, xứng đáng. Đúng không ạ? Đây, các bạn nhìn nè, đây là cái quá trình của một cái cổ phiếu tăng trưởng mọi người ạ. Cứ chạm về hỗ trợ bật ha. Đó, vượt đỉnh mọi thời đại luôn và đóng cửa 109.000, 110.000, xứng đáng ha. Và cái thế hệ lãnh đạo mới ngày hôm nay là ai? Đây, mình có note, mình phải tìm cho ra tặng vấn đề luôn. Chân dung bà Nguyễn Ngô Vi Tâm, đó là từ nữ luật sư của hãng luật mọi người, đến CEO của Vua Cá Vĩnh Hoàng nè. Nguyên nhân đó là do bắt đầu công việc này từ vị trí nhân viên kinh doanh nha mọi người. Họ phải đi từ cái nhân viên kinh doanh, tức là phải có KPI nè, bán hàng thấy bà nội luôn mới từ từ mới lên được. Nhưng mà cái quá trình bán hàng này nó khác lắm các bạn, lát nữa các bạn sẽ theo dõi ha. Sau 13 năm gắn bó nè, được bổ nhiệm ghế nóng CEO vào năm 2016 mà mọi người. 13 năm là lên được cái vị thế là CEO nha. Mà cái quan trọng, cái cơ duyên của họ là do cái hãng luật này nó giúp tư vấn cho Vĩnh Hoàng trong cái vụ kiện chống bán phá giá cá tra. Cho nên mọi người đọc qua những cái bài này mọi người thấy là có thời có thế đó mọi người ạ. Chứ không phải là đơn giản à, và sau đó cũng có năng lực nữa nha. Sau đó bà này đã lọt vào trong mắt xanh của nhà sáng lập Vĩnh Hoàng, tức là bà Trương Thị Lệ Khanh, là cái bà nãy mình vừa có kể đó ha. Và nói về lý do chọn về Vĩnh Hoàng thì họ cũng chia sẻ là do cái người này là mới ra trường vào năm đó ha. Rồi sau đó là thấy cũng thích đi lại, do công việc này có cơ hội tiếp xúc nhiều người vân vân á. Và người ta kể là công việc của phòng kinh doanh lúc ấy khá là đơn giản, chủ yếu là chốt giá. Trời ơi, cái việc này mà nếu như ai mà đang bán hàng và đang làm sale mà đang coi cái video này, chắc các bạn là cũng thèm đỏ mắt đúng không ạ? Chỉ có việc là chốt giá thôi, tại vì lúc đó rõ ràng là thị trường nó đã có, Vĩnh Hoàng lúc đó đã có tên tuổi, và chỉ việc đó là gì ạ? Liên hệ với lại cái contract đối tác thôi, và chốt kèo, chốt deal á các bạn. Đây. Và năm 2006 bà được bổ nhiệm thành trưởng phòng kinh doanh nè. Nói chung là ngoài kỹ năng, nếu nói về nhận xét là các bạn, khi mà các bạn theo dõi một cái cổ phiếu đó ha, các bạn phải tìm cho ra là cái vị CEO, cái vị tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty đó là ai. Bởi vì nó nằm ở trong cái gì mọi người biết không ạ? Trong, đối với lại trường phái của Carl Slim William O'Neill mọi người, thì nên cái này nó nằm ở trong chữ chữ nào mọi người biết không ạ? Chữ N, chứ là New Management, New Product, New đó, new cái new service đó mọi người, những cái sản phẩm mới, dịch vụ mới đó, nó mang tính chất là cách mạng đột phá, hoặc là có cái vị tăng CEO thông thường á, đó là cái chữ N trong Carl Slim nha mọi người. Thì ngoài cái kỹ năng về bán hàng nè, rõ ràng khả năng ngoại ngữ người này có, khả năng đối nội nè, sáng kiến trong công việc, điểm mạnh lớn nhất của cô Tâm này là khả năng tập hợp tất cả mọi người cùng hành động để hướng đến mục tiêu chung. Đó là lý do mà một cái người mà như cô Khanh đúng không ạ, chuyển giao quyền lực cũng mà cái người này là không có phải là con cháu máu mủ ruột rà, cái đó mới hay các bạn ạ. Đó, thì quan trọng là ok rồi. Dĩ nhiên mỗi ngày chúng ta có một cái câu chuyện đơn giản để lồng ghép vào cho nó sinh động á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua, sẽ bắt đầu là đi mổ xẻ từng câu chuyện này ha. Dệt may ngày hôm nay là có anh chàng là TNG bắt đầu là kéo lại cuối phiên ha mọi người, rất là bá ha. Rất là bá. Bây giờ thì cảng biển ngày hôm nay phải kể đến là HAH, Voss và Zimadep. Đúng kịch bản luôn, thủy sản, cảng biển, đúng không ạ, năng lượng, RE, rồi những cái đại ca, đại bàn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua những cái cổ phiếu ngày hôm nay ha, rồi sau đó chúng ta sẽ khép lại chương trình. Đầu tiên là cổ phiếu gì mọi người? ANV. ANV hiện tại là sau một cái phiên là đạp về đây, các bạn là mua được ở đây thì ok, tiếp tục nắm giữ ha. Kỳ vọng lợi nhuận nếu mà kịch bản này nó từ vùng đỉnh là vượt lên khoảng 20-30%, tùy vào cái kỳ vọng nha, các bạn sẽ nắm giữ. Và trong những phiên này đường EMA 10 này bắt đầu nó sẽ kéo lên dần, thì các bạn khi mua mới là khi nào các bạn ạ? À? Nó sẽ có những cái phiên mà tiệm cận quét trở lại các bạn mua ha. Rồi, tiếp tục nắm giữ, kỳ vọng lợi nhuận ok. VHC đúng kịch bản, ngày hôm nay test ngay trở lại đường cái vùng này và tạo thành một cái nền giá, sau đó là 1 2 3 4 5 red. Tiếp tục là nếu thật sự các bạn mà có nhiệt mà mua phiên sau là khi các bạn chờ giá đỏ một tí các bạn mua cũng vẫn được. Bởi vì bản chất là dòng tiền ngày hôm nay kích hoạt rồi, còn cái chuyện nó lên lên xuống xuống là chuyện bình thường ha. Rồi, dòng thủy sản là hai em này, RE là ngày hôm nay là sau khi tạo được một cái nền rõ ràng, chắc có lẽ là đây là cái nền của RE này ha. Nếu mà thủ được đi ngang mà không gãy thì tiếp tục ông này cứ bò lên, và đồng thời cái đường EMA này, EMA 10 bắt đầu nó sẽ tỉnh tiến lên dần. Rõ ràng là hôm nay nó không đạp về đây mà vẫn tiếp tục kéo mạnh nha mọi người, quá bá đạo ha. Cho nên đúng kịch bản là mình có nói là lúc này thị trường nó cứ rung rung rủ rủ gì đó ha, chứ nó không còn mang tính chất là phải bán tháo cực kỳ như ngày xưa nữa. Dĩ nhiên cái chuyện mà bán tháo nó là khi nào dòng tiền nó đạt đỉnh đó các bạn ạ. Nó không, nó hoặc là có một cái tin tức thực cực kỳ xấu các bạn. Còn bây giờ nó có một cái sự luân phiên đúng kịch bản ha. Và nếu mà luân phiên như vậy thì chỉ có một cái cách là chờ nó đỏ thiệt là nhiều rồi trong phiên là mua,
và mua ở vùng hỗ trợ. Ví dụ như ngày hôm nay các bạn là mua ở hỗ trợ này cũng chấp nhận nha, là giải ngân vùng 1, vùng 2 là quay về đây nè các bạn ạ. Rồi tiếp tục nắm giữ. Bên cạnh đó có ông này là ông Gates là đi theo và mình đúng kịch bản luôn. Ông này ngày hôm nay nếu các bạn đã mua vào phiên thứ hai là quá bá đạo, quá ngon ha. Bây giờ được bao nhiêu phần trăm mọi người? 7-8% và ông này tiếp tục tăng nha. Ngày hôm nay là có những phiên là test trở lại và kéo lên lại tiếp tục. Và đường này còn trường hợp mua mới các bạn ạ, khi canh giá đỏ và cũng có thể mua được và đạt chặn lỗ đâu. Chặn lỗ bây giờ là rơi vào dưới khu vực giá khoảng 23, quá hợp lý ha. Nói tới năm này thì phải kể đến câu chuyện của BCG. Đúng kịch bản là cứ quay quanh câu chuyện của hai dòng dòng khoảng 21 là các bạn mua được. Khi mà red luôn 22 các bạn ấy còn đặt chặn lỗ là đâu mọi người, gãy 20 là bán. Tại vì câu chuyện ông này thì liên quan đến câu chuyện của RE. Và những cái nền giá như thế này thì theo thực tế thì ông này rất có khả năng cao thôi nha. Cũng sẽ khả năng là sẽ dễ để bật cái này lắm chứ phải là không. Còn câu chuyện còn lại là xác suất, nhưng mà vẫn liên đới đến với lại anh RE, anh Gates ha mọi người. Thủy Điện ngày hôm nay đa phần là tăng. HH là cổ phiếu mạnh nè, rõ ràng đúng kịch bản ngày hôm nay có test ở lại vùng giá này, leo lên tàu là ngon. Chứ không phải là bây giờ các bạn ha, theo trường phái William Monell tiếp tục dòng tiền vào mà đánh rết nữa là các bạn không mua thì người ta cũng mua. Nó lại các bạn ạ. Và cổ phiếu mạnh nó liên tục, ngày hôm nay là một cái điểm mua thăm dò này nè. Ví dụ trường hợp ngày mai hôm nào mà có test quay trở lại, các bạn liều mình các bạn mua lên tiếp tục, nó cứ từ từ túc tắc đi lên thôi. Còn quan trọng là khi chặn lỗ đâu ạ, mua xong rồi gãy đúng điểm mua mà gãy khoảng 7-8% là cắt lỗ, không có suy nghĩ gì cả ha. Zimadep tương tự như vậy, rõ ràng ngày hôm nay chạm lại gần như là cái giá rơi về lại khu vực khoảng giá 55 chấm mít đi ha, là có điểm mua các bạn ạ. Rồi Vos y bài luôn, anh Vos này test ngay cái vùng này nè, là trong vùng này mua được, ngày hôm nay quay tăng bật tăng trở lại quá đẹp. Ông này có khả năng là chinh phục lại cái mốc khoảng 18 trước mắt ha, và đánh theo cái dòng dòng trai chú, tức là gì ạ, là anh HAH nè, anh nào nữa ạ, anh Zimadep. Rồi BSR, BVS thì có nói rồi, BVS thì hiện tại là mình nghĩ là tiếp tục, nếu như ai chưa mua thì thôi chắc chờ, chứ không còn điểm mua an toàn. Mình nói thật, điểm mua an toàn là khi nào ông này có test trở lại tạo thành một cái nền giá tiếp tục mới mua thôi. Còn cái chốt lãi thì mình nghĩ vùng giá này thì cũng có khả năng người ta đã phải chốt lãi rồi các bạn ơi. Mình thì mình quan điểm sẽ chốt lãi ha. BSR thì quá bá đạo rồi, tiếp tục tìm cận những vùng này ha mọi người. Nếu mà mọi người á rải ra chốt lời dưới này thì thôi ok, cầm tiếp tục, từ từ nó sẽ lên trên này, cứ vậy thôi à. Chứ không biết gì giờ trả lời sao nữa ha mọi người. Còn không mua mới hiện tại, mình nói thật, đâu có nền giá nào an toàn để mua đâu. Mua đây là như nó đạp về đây thì chết ngất luôn, đúng không ạ? Cứ tiếp tục nắm giữ. Rồi Gas ngày hôm nay là cũng kéo mạnh ha mọi người, nhưng mà tạo thành một cây nến là đạp một cái như vậy. Ok, ông này nếu trường hợp các bạn muốn mua như thế này, sau một cây này nó test trở lại, mà nó có test trở lại cái vùng này nè, đó, những cái râu nến này nè, đó, lỡ như mà các bạn mua xong thì nó quay trở lại, nó test trở lại, lúc này các bạn mua thì ai nói gì các bạn, đúng không ạ? Đó, ví dụ trường hợp mà các bạn thật sự có thèm khát mua, phải không, các bạn mua lại những vùng này thì quả may nó có một cái lý thuyết luận là logic để chúng thuyết phục các bạn mua lại, đúng không ạ? Còn lên trên này nó chạm ngay kháng cự, các bạn bay vào mua là nó không có cái lý thuyết nào cái thuyết phục, đúng không ạ? Trừ khi nào ở đây nó tạo một cái nền giá các bạn ạ, nó red này luôn, các bạn mua là mình đồng ý, vì nó quá logic, đó mới gọi là khoa học luận đó mọi người ạ. Rồi ha, chứng khoán nè, SSI hiện tại là ông này vẫn tiếp tục tạo một cái nền đi ngang. Nếu trường hợp đã test trở về hỗ trợ này, các bạn ngày hôm nay có mua thì giải ngân được ở EMA này thôi, tất chấp nhận thăm dò được các bạn. Còn khi cổ phiếu nó vượt luôn 30 thì lúc đó mới mua red ha. VCI ngày hôm nay là gần như nó test trở lại đường EMA của 10 và chạm ngay bay vạch boy và chạm luôn cái đỉnh bên đây, một cái dấu mũi tên mình có để là mọi người công nhận không ạ? Thì lúc đó mọi người mở vì thế thôi. HCM cũng tương tự như vậy ha, vẫn tiếp tục nắm giữ được, còn mua mới thì cứ mở thăm dò, còn red đỉnh thì mới mua thêm. Còn ông này nếu mà thị trường nó vẫn tiếp tục đà tăng mà kéo về khoảng 1.350 thì nó có sự phân hóa và tiếp tục tăng ha. Riêng kịch bản như vậy, Hòa Phát ngày hôm nay thì tiếp tục là ông này rõ ràng là ông tiếp tục cũng test trở lại vùng giá này, ngày hôm nay là có tay vào ha, có tay vào. Để mình xem thống kê ngày hôm nay là tay mua ròng cũng khá là mạnh, mới 66 tỷ ha. Nói chung là kết chấm dứt được cái chuỗi là bán ròng này cũng mừng rồi. Còn hiện tại là ông này chắc có lẽ cũng đối nội đối ngoại đều dính chưởng đều nhiều cái tin xấu mọi người ạ, cho nên là chấp nhận là có mua thì mua thăm dò vùng đáy như thế này là giải ngân một phần thôi ha. Còn quan điểm hiện tại của mình là thật sự mà nói cứ tập trung vào cổ phiếu mạnh, cổ phiếu dẫn sóng thôi nha. VCG ngày hôm nay là ok, vẫn tiếp tục một pha đi ngang, ít nhất là cũng một động thái là nhiều khi trong phiên nó cũng cố gắng bứt nhưng mà vẫn bị kẹp lại thôi mọi người, vẫn tiếp tục siết này, cầm thì cầm được. Còn mua mới thì trừ khi nào các bạn là mua giá đỏ đỏ, các bạn chấp nhận các bạn mua lên tàu thôi ha.
FCN cũng tương tự như vậy nè. Ông này ngày hôm nay tạo ra một cái nến lưỡng lự ha. Khá xấu là nó không có thuyết phục là vượt luôn ha. Tiếp tục ông này mà có test trở lại vùng giá khoảng 17 chấm mấy á mọi người, thì mọi người hoặc là cái hỗ trợ gần nhất ông này là 17 ha. Nếu trường hợp các bạn mà có giá đỏ các bạn mua mà gãy 17 số tròn các bạn bán thì cũng được đi. Hòa Bình ngày hôm nay là tạo thành một cái nến xấu ha. Đúng như hôm qua nè. Rõ ràng ông này tiệm cận đây chỉ cần một cái làn gió đông thôi mọi người, vẫn không tăng lên được mà mọi người ạ. Bởi vì kịch bản là liên tục tạo ra. Còn nếu mà có muốn mua các bạn, chấp nhận như những cái cổ phiếu hiện tại đúng không ạ? Tạo một cái nền, lúc này là 1 phiên 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn chấp nhận mua thì các bạn là mua giá đỏ và khi nó rét các bạn mua thêm một lượng nữa là an toàn. Còn không thăm dò thì lúc mà các bạn mua lên thì vô tình các bạn là mua đuối đúng không ạ? Đó, quan trọng là các bạn có enter không? Còn cắt lỗ là đâu? Rất dễ dàng, cứ gãy EMA 20 là bữa. Hay là lấy cái vùng số khoảng 20.5-20 các bạn. Rồi ngành gì nữa ta? Thủy sản rồi nè, dầu khí rồi nè, đầu tư công nè, hòa sắt thép nè. Còn cổ phiếu nào tiềm năng nữa không ta? Ok, nói chung thì tạm thời cao su, than, hôm nay là nhóm than mạnh, nhóm than ha. Nhóm than là có lẽ là câu chuyện của khí đốt ta than bằng danh nè. Thì cái này trừ khi nào các bạn 1, 2, 3, 4, 5 các bạn không mua thăm dò thì làm sao đúng không ạ? Còn bây giờ ngày hôm nay là nó red như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ thêm một cái lượng là mua red thêm nữa các bạn. Thì đầu tiên, cái công đoạn đầu tiên lúc nào cũng vậy á, phải có điểm thăm dò. Không có thăm dò là không được các bạn ạ. Rồi, nhóm thang là tương tự như vậy ha. Trong những phiên vừa qua thì mình chú ý là dòng tiền nó vẫn... nhóm ngân hàng đi ha, không nói ngân hàng không được. VPBank là ok, ông này test trở lại và rút chân đẹp ha, vẫn tiếp tục là trong một trạng thái tạo hộp. Lẽ ra test về đây nhưng mà không giữ, tiếp tục là vẫn giữ được cái đường EMA này, cho nên có lẽ là cứ canh giá thấp. Còn hiện tại là cứ để ý mấy phiên gần đây là tự doanh mua banh rất là nhiều, là cứ nghĩ thôi vậy các bạn ha. Rồi ông nào đó ta, STB à, STB thì tiếp tục là nó cứ đi rà quanh cái khu vực của cái đường EMA 20 ha. Đó, hiện tại ông này là ngày hôm nay là vẫn chưa test lại cái đường cái gáp này nè ha mọi người, cái gáp trống nè. Mà cái chuyện gì cũng có khả năng xảy ra trong thị trường nha. Nếu trường hợp mà có test gáp trống này ha thì mọi người mình nghĩ là thôi thì nếu có khẩu vị thì mua cũng được chứ không phải là không ha. Cứ tạo ra từng chặng như thế này là tạo một cái hộp này ha, về đáy hộp mọi người mua lên. Rồi Vietcombank là ngày hôm nay là một phiên tăng điểm luôn mọi người. Ông này rõ ràng mình nói với chị Chi Trần đừng có sợ cái nến này, vì mình rõ ràng đây là cái lý do tại sao mình vẽ một cái ô như thế này nè mọi người. Cho nên khi trường hợp nó test trở lại vùng đáy này và các bạn mua lên, bây giờ nó sẽ tiệm cận lại vùng trên này vậy thôi đúng không ạ? Tiếp tục nắm giữ ha. Và cổ phiếu ngày hôm nay là cổ phiếu điều tiết thị trường và vol vào thì ít nhưng mà nó rét đường EMA 50 ha mọi người. Tiếp tục là một cổ phiếu mạnh của dòng banh hiện tại. Ông nào nữa ta, MBB thì tiếp tục là một cái chuỗi đi ngang ha mọi người, test trở lại nền giá. Nếu trường hợp nền giá này các bạn có được phép là thăm dò cũng được, nói chung không mua nóng vội trên này, giờ cứ tàn tàn giải ngân thôi mọi người, chờ về vùng giá khoảng 30 hay 29x30 các bạn bán là chặn một. Rồi nhóm ngân hàng xong rồi. VHM của cổ phiếu Bắc Vượng này ha, tiếp tục tăng bình thường ha, nắm giữ đúng kịch bản ông này sẽ test trở lại vùng giá trên này ha. Rồi Masan của Bắc Quang ok luôn mọi người ơi, quá bá đạo ha mọi người, ngày hôm nay là có vol vào ha. Rồi TNG là dòng dệt may, ngày hôm nay cũng chú ý là hôm nay có vol tăng ha mọi người, sau 1, 2, 3. Và lượng Thái Bình có hỏi anh Thái là ok, anh nói là vẫn tiếp tục nắm giữ lượng ha, khi nào nó gãy 29 số tròn mới bán. Còn ok, bản chất ngày hôm nay hôm nay test trở lại 29 chấm mấy là một cái vùng gì ạ, có quyền giải ngân, test trở lại 1/2 cái nến này đúng không ạ, giải ngân thăm dò, test qua này là bắt đầu nó sẽ tìm lại những vùng trên này, cứ thế mà làm thôi. Rồi cơ bản là video ngày hôm nay là chúng ta cũng đến đây là coi như là cũng đầy đủ ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình nhận định thị trường vào ngày mai. Đối với mọi người ơi, ai mà thật sự mà có tiếp tục là hỗ trợ và gọi như là có những món quà mà gửi cho mình ha, thì sau đó các bạn chụp hình lại và các bạn là gửi Zalo cho mình thì mình sẽ giúp đỡ mọi người theo cái cách của mình nói là mình sẽ làm được ha. Rồi ok, rất là vui vì cái kênh của chúng ta càng ngày càng phát triển và mình vui và hạnh phúc hơn là như thế này nè. Mình không phải là rocker tư vấn hiện tại nhưng mình nhận được tình cảm mọi người rất là nhiều. Và mình hứa danh dự mình phải làm cho ra trò, ra nếp, ra khô. Và yên tâm mọi người ạ, mình hiện tại là mình tổng kết lại là cái số tiền hiện tại là mình đã được 1/2, tức là trong khoảng mười mấy triệu, 17, 18 triệu để mình mua những cái dụng cụ này nọ để mình tác nghiệp ha. Ví dụ như mình mua một cái GoPro nè, rồi mình mua một cái bộ ghi âm từ xa mọi người ạ.
thì hiện tại là rất là vui vì mọi người, và mình sẽ lấy số tiền mọi người đã mời mình cà phê đó ha, mình sẽ dùng cho cái quá trình những đồ nghề để làm từ thiện, và nó sẽ có ý nghĩa rất là nhiều. Rất là cảm ơn mọi người nha. Rồi, ai mời cà phê, ai mà đang danh mục đang ổn thì ok ha, mời cà phê mình nhận rất là vui. Và sau khi đó là mọi người phải chụp hình và cứ kết bạn với mình nha. Mọi người có thông cảm vì quá nhiều tin nhắn, quá nhiều Zalo, cho nên là yên tâm, mình cũng sẽ duy trì cái cách là giúp đỡ mọi người trên YouTube, vì mình làm từ xưa tới giờ rồi và Thái Ngô phải làm một điều khác biệt mọi người ạ. Yên tâm. Rồi ha, rồi ai mà gửi mình thì mình sẽ có cái thời gian để chăm sóc người đó nó nhiều hơn thôi. Thật ra nói chăm sóc thì không phải, dạng như là mình tương tác, mình giúp đỡ nhiều hơn một chút. Chứ thật sự là các bạn cũng biết mình là người như thế nào rồi ha. Rồi cảm ơn tất cả món quà của mọi người, dù 50.000, 100.000, 200.000, bao nhiêu mình cũng quý cả, vì đó là sự ghi nhận công sức, tâm sức của mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình Nhận định thị trường vào ngày mai. Hôm nay là quốc tế thiếu nhi, nghỉ ngơi cho khỏe nha. Rồi, bye bye nha mọi người. Rồi bye bye nè.